Anh ơi, đây cây đây nhá, cây này đã dí đẹp này. Cái chiều gài của chậu này rơi vào tầm khoảng gần 40 anh nhá. Đây toàn bộ cái này dưới này nó một củ hết, một củ của nó là hết. Đây nhá. À, một củ của nó tròn hết này, một củ lên 3 thân. Đây anh đợi em xíu để em cắt bớt cái lá gốc đi cho anh xem nhá. Đây này anh này. Nha. Cái này nó một thân hết này. Đấy. Đấy, anh này. Đấy cái này có nó một củ này luôn nha anh nhá. Đấy, tròn của nó này. Đấy, tay của em này. Ôm mới được khoảng nửa da thôi. Đấy. Nó chạy tới đây này. Một vòng tròn này luôn anh này. Đấy, cái này ba thân này nha anh nhá. Lá của nó thì đẹp này. Dòng này thì sai hoa sai trái rồi anh nhá. Đấy bên dưới nó kiểu như này. Đấy, một củ gốc. Cái này, cái này cái nào ấy nhỉ? Đây cái này, đây như thế cái này đúng không, đây em cắt tốt cho anh. Nhân nuôi cái dăm này cho nó khỏe cây, cho nó nuôi rễ. Đây cái rễ của nó từ đây nha anh nhá. Này rễ nó xuống đây này, chảy ra đây này, lên đây này, lên đây này, không ngoằn ra đây này. Cái này chiều ngang nó chọn là khoảng 25 này, chiều rộng của nó là 20 này anh này, chiều ngang dài của nó là khoảng 25 anh nhá, chiều cao cây tầm khoảng gần 40 anh.